anh. Review đi. Mà có review cũng hết rồi, mới không gọi ra bán. Mai là rồi. Quá dữ. À. Thấy không? Thấy không? Thấy không? Con cái nãy đúng không? Rồi bỏ mà ngon thì nó lấy nó không ngon rồi đi. Thì có sầu riêng nướng gì nữa nè chị. Xấu heo hả? Xấu heo. Heo. Hờ heo heo hả? À. Xấu là xấu hưởng, đi là đi xấu, đó là xấu hưởng đi xấu, ông cho theo là ông chủ đó là tin theo, gọi là xấu theo, ông có bún, ông có bún ăn hả chị, chép càng nhiều nó càng béo, 3 ký, xấu theo hay là 3 ký anh chơi. Nhưng mà nướng này bán sao? Vẫn đồng giá anh chơi. Đồng giá vậy hả? Mới công nướng. Mới điều chỉnh giá lại mới nướng. À dạ hả? Ú cho mọi người thưởng thức luôn sầu riêng nướng. Đẹp ha. Bây giờ hết hàng rồi, không kịp nướng nữa. Ăn tại chỗ các bạn. Này, cái này nứt ra là thơm lắm. Nếu mà ăn cái hộp nó mùi lắm. Dạ. Như hộp bít ấy. Không mà nghe nói là chắc cô Tắm cô đứng ở chồng của anh. Em nghĩ cô Tắm cô chà bá vậy mà sao phải nứt như cái thị này đó mà. Cô. Thêm cái nhỏ nữa bồ muối cho chị nè. Cô thích mà những cái gì đó nó biển vong mà sao hồi xưa mình chết mê chết mệt rồi. Anh lấy thêm cái bông tai này. Bây giờ một cái bông tai nào á? Dạ gái nhà đồ rồi. Ngồi ngon ngay vậy. Thêm cái bông tai nữa đó. Em áo đen. Tôi chốt tiền cho ông rồi đó năm anh. 10.000 đô. California. Ngày muốn đó hả? Em quay mặt cho cô Tú thấy. Duyên nha. Em sẽ rủ Dũng đi khách sạn xong rồi em quay cho cô Tú thấy luôn. Đó là hứa rồi đó nha. Hứa là làm luôn á. Thôi được, Việt Nam nói làm hả? Việt Nam nói là làm luôn á. Thằng đó là nay vỗ đầu của nó rồi đó. Rồi, đủ 1.000 like nha cô Tú. 1.000 like. 1.000 like là em sẽ quay Dũng luôn. Nhà gia hành. Ở nhà có má đồ coi nữa. Nói chung nhiều lúc anh em cho nói chuyện buồn cho nó vui thôi, chứ còn không có ý gì hết. Nên là cô chú anh chị và các bạn cũng thông cảm cho anh em. Vui vẻ mà. Nhưng mà anh nó giận tôi cũng đâu có làm gì. Buồn ngủ quá.
đây chỉ có một ông chủ rồi chị ơi. Chị Trang có một ở đợ làm ăn không lương. Có dữ. Tên cho ông chủ tôi thấy mẹ luôn. Lính nước ngoài đi lượm chầu riêng. Phải không? Nó thu tiền. Chừng nào nó mới chín? Dạ. Thì sao biết nó chín? Chín rồi đó anh. Chín rồi hả? Đang ở chín đều đó. À, dạ. Ờ, ở cháy gì đó. Nhưng mà nó chín là cái cơm nó vàng hả? Đúng rồi, nó nứt ra. Ừ. Thả mỏ luôn rồi. Lúc đầu ở đâu nó nứt đâu. Dạ, dạ. Không đủ lửa hay sao? Đủ rồi. Cái mấy giống mình mới chơi, cái clip ông nướng đen hết trơn. À. Cái này nướng đẹp nè, nhìn còn đẹp quá à, thẩm mỹ à. Tự nhiên nướng anh trai. Dạ 100 kg. Nướng ngon hơn hay là ngon hơn? Cái nào cũng ngon hết á. Anh sắp đang nghỉ nào. Nghe vô đây hả? Nhiều người thích nè. Ít nhất là phải như vậy nè. Đừng có ông có chịu sức. Mua không ở thì chịu sức nữa. Chào quý cô chú anh chị và các bạn cái đi Thanh. Xin chào tất cả mọi người nhé.
lắm rồi mới lại ha. Lâu lắm, mấy năm trời mới live stream á. Hôm nay thấy Thanh như thế nào, cô chú nào cứ đặt câu hỏi gì đi rồi Thanh sẽ trả lời. Ngoài địa điểm mà sầu riêng ở địa chỉ là 415 cách mạng tháng 8 ấy, thì ở địa chỉ là 03 Quỳnh Thiện Lộc ấy, thì ở đó thì Thanh, bố Thanh ấy, mà là sẽ phụ trách, thì cô chú chị và các bạn cũng nếu mà ở gần khu vực đó thì ghé ở bên đó để thưởng thức. Thì Thanh nói gì điều gì không? Mọi người nếu mà cảm thấy xa quá như thế nào thì có thể gọi Thanh và anh sẽ cố gắng tạo điều kiện để xíu nữa. Thật sự là bà con quá là đi động quá xa, ví dụ như cái tỉnh có lỗi lỗi nhầm là do mấy cái đường lên cận á, ví dụ như không có đường dây thì nó lại gọi điện thoại thăm một cái ship tới nhà, thì cái đường ship thật sự là nó cũng có đáng hơn nhưng mà đỡ còn nhiều và hơn có thể kiếm thêm. Dạ, hình ảnh với âm thanh đó thì cô chú anh chị và các bạn xem á, thấy có rõ không ạ? À? Có thể là do chị là 100 cô chú luôn nha. Cô bỏ gì để cho 104.000. Trăm kiếm tư hay trăm kiếm bốn anh Thanh? Trăm kiếm tư, trăm kiếm bốn như nhau mà. Không, lô sầu riêng hôm nay ngon lắm không đó. Thái á. Đặc biệt là thằng Thái chỗ mỏng. Rồi, nắm được 50 cô chú anh chị coi rồi. Cho lên 100 đi cô chú anh chị ơi, chia sẻ giúp em đi, chia sẻ. Có Sài Gòn chú yêu nữa hả? Có. Trời ơi, đêm mà. Hôm nay tôi không có đâu nha má ơi. Ơi, có. Lưu Dương ơi, có nha. Không có đâu. Chào 60 cô chú anh chị nha. Tôi lên. Dây hồ đến quăng bình tôm nhìn nhà tôi giúp nha, tôi cũng 60 cô chú anh chị. Cho em lên 100 luôn đi, 100, 200 luôn đi để cho hôm nay là... dạ. Em với lại anh là tôi đi ổng 24 là ổng chỉ điểm tôi nè, ổng bán tôi. À. Có 200 Mỹ mà đòi mua hình ảnh tôi mà đòi bán tôi. Ông có cái hình NFT là bây giờ nó tiền nhiều lắm á. 10.000 là được. Kiểu như là nó mã. Cô chú nào muốn 360. Cái sầu riêng quá đẹp các bạn. Dây hoa đừng để hoa tàn các bạn. Ơi. Dạ, cô chú nào muốn đặt câu hỏi gì thì cứ đặt câu hỏi nha. Em like trong khoảng 20 phút thôi. Dạ. Lần đầu tiên em like Thanh đây. Họ những muối sầu riêng này cô chú nhìn thấy hấp dẫn không? Lần đầu tiên mà mình thấy anh Thanh là cảm giác. Chào anh Tấn Lờ nha. Dạ. Khỏe không anh Tấn Lờ? Hôm nay trao đổi trực tiếp anh Tấn Lờ. Dạ chào, cảm ơn chị Mỹ Trang Minh nha. Đó, cảm ơn chị rất là nhiều. Dạ. đang live chị. Chị muốn còn cô chú anh chị mà muốn thôi ngon ấy. Muốn mắt muốn mà muốn nhiều. Muốn mà thấy mặt của bạn đó, bạn ấy á. Mỏng. Thì cứ cho clip em lên khoảng 1.000 like. 1.000 like là em sẽ rủ dạ. Bạn ấy đi uống cà phê. Không, đúng rồi, đấy là khách sạn. Rồi giao lưu với bạn ấy. 6 theo 140.000 bạn ấy rồi. Thái là 101 thôi. Chào cà rốt nha. Rồi, chào cà rốt. Dạ, nhìn Thanh cũng không vô ta. Chập dạ, em cảm ơn anh Trang Minh đã ủng hộ tinh thần em nha. Dạ, đã ủng hộ cà phê em. Cảm ơn anh. Dạ chào anh Ta Ác nha, Du nha. Dạ. Cho em link 100 bạn xem like đi. 80 bạn rồi, 80 cô chú anh chị rồi, 80.000 like rồi. Rồi được 80.000 người rồi. Rồi hãy thực hiện lời hứa đi. Thực hiện. Không phải con kêu anh
Dạ, cảm ơn anh Mít Trân Minh nè. 415 Cách Mạng tháng 8 nha quý cô chú anh chị và các bạn. 415 Cách Mạng tháng 8, phường 13, quận 10. Bộ Úc hôm nay là không, comment nha. Mấy bữa thì muốn hỏi Thanh đồ kêu lên Sài Gòn đồ em gặp Thanh đồ đâu. Hứa không à? Hứa không à? Ở Thanh nói là hứa không nha. Đó, 90 cô chú anh chị và các bạn rồi, được 90 rồi. Trong đây nó có một cái sườn nhỏ bù lại cho chị nha chị. Cho em lên 100 đi. 150 đi. Dạ chào anh Quang Ngô à. Anh Thanh ơi. Được chưa đầu tiên hả? Anh ơi, ước là anh ngặt rồi. Anh Quang Ngô. Chào Quang Ngô. Fan sầu riêng nhiều quá. Không chỉ mà em hứa em lên vô sầu riêng mà đâu có tiêu. Cảm ơn 100 cô chú anh chị và các bạn. Dạ. 104. 150 người. Đúng. Cảm ơn. 200. 200. Trời ơi. Ồ. Oh, anh Long vừa được super chat 2000 đô kìa các bạn. 2000 đô. Cái đêm là Linh. Dạ, Linh là dạ, anh là con trai hay con gái hả? 55.000 chạy. Em là Linh, anh là con luôn. Viên muối sầu riêng không tả bằng muối. Quên thành. Chấm. Trời ơi. Trời ơi. Sao vậy? Lấy thêm một cái thôi. À, con Ngô nó là nói Thanh em là Linh là Thanh Tiết. Linh là gái nó trai hê. Chào anh ta hấp nha, có bôi đúng rồi, anh có bôi sầu riêng. Chúng nào đó. Wow. Anh có gì với anh ta rồi. À, có gì không, người ta làm gì. Linh ơi, Linh quê đâu chào chị Phương Linh Mai nha. Có dịp nào Thanh cho xe tở xuống Đồng Nai đón đi Thanh ơi. Linh là Việt Kiều Kiều Tiên. Gia Linh. À, Gia Linh hả? À, Gia Linh rồi, em biết rồi. Gia Linh, Gia Linh không? Nhớ, nhớ Gia Linh rồi. À, ở Sài Gòn. Gia Linh ở Sài Gòn hả? Ở bên Nam. À. Phương hay là chị Luân Dương gì đây nói là bữa đi mua hai trái rất ngon nhưng không gặp Sài Gòn chú yêu. Hà Thanh rất dễ thương. Thằng nào đi qua nhất định sẽ đây. Gặp được Sài Gòn chú yêu. Chị cứ like cho em 1000 like đi. Cứ chia sẻ like cho em đủ 1000 like của clip này á là em sẽ cho gặp Sài Gòn chú yêu. Tôi đang quay để cho tôi quay một cái đi. Đi nướng anh trai. Ủa không đi trái lại. Rồi quá trời like luôn vậy. Kiểu này mà phải gặp rồi. Là thành đít like nha các bạn. Hứa là làm đó nha. Việt Nam nói là hứa, nói là làm. Quay mặt Sài Gòn dấu yêu đi cho mọi người thấy cuộc sống Sài Gòn TV ơi. Bây giờ chưa được chị Phương Linh Mai ơi. Bây giờ mà em mạng quay cái là em khỏi về nhà luôn á. Bạn đứng cho nó hú ai. Bạn đứng cho hai mấy em. Cái đau rồi, chịu rồi, sao giờ?
là sầu riêng gì? Dạ chà ly. Là nó ở đâu em? Miền Đông như cái chà ly. Xin chào anh. Sữa hạt lép không? Dạ không anh, này là chà ly. Chà ly khác à hả? Dạ. Cho nên cái màu nó không được vàng đúng không? Dạ. Nhưng mà như vậy, nhưng mà do có phải là do là nướng lên cái nó bị bạc hơi một xíu không? Thấy đúng rồi. Phải là ấy rồi. Đó, đây đây là nướng. Cái này là ly sáu hả? Dạ đúng rồi. Cho em muối sầu riêng, anh đi. Hay đó, hay đó, hay đồ ăn sầu riêng. Con ngô. Trời ơi. Con ngô nó là cho em muối sầu riêng anh đi. Muối sầu riêng của Thanh. Của anh Thanh đúng không? Hôm nay 200.000 đi. Không quay. À, 200 bạn cô chú đang xem đi. Chia sẻ giúp em đi cô chú ơi. Like cho em một like đi. Chia sẻ cho thầy Long đi. Chia sẻ cho thầy đi. Đúng dặn về ai giờ không có gì luôn. Không thầy Thanh à. Dạ đây. Coi thầy đi. Coi thầy đi. Cái đoạn thảy mình bắt không được. 370. Bắt không được cái đoạn thảy các bạn. Cho ông xin được like đi cô chú, chia sẻ cho em, chia sẻ cho mình. Các câu hỏi gì thắc đi. Để trả lời là hỏi gì vậy? Anh Thanh cui sầu riêng tối về có mỏi tay không? Mỏi thì chắc chắn sẽ mỏi rồi. Sẽ mỏi đúng không? Chắc chắn sẽ mỏi. Mỗi tay hay là mỗi chân? Mỗi tay mỗi lưng. Mỗi lưng à? Mỗi tay mỗi chân. Có ai đấm bóp cho anh không? Tâm vô để quay nè. Có biết rồi nè. Má ông nội vậy rồi. Ông thấy cái cổng dớt mà đơn quay mà like như thế nào? Không, ông ta đang quay ông like được giờ đây. Ông chi kỳ vậy? Ờ. Hồi chiều chị thấy sầu riêng nướng mê tiếng cười của anh ấy hả? À? Cái này là ri sáo nướng này các bạn, màu vàng khác không? Đây, cái giỏ mới dán xì đang là bắt đầu giữ được bài của anh ấy không đã được. Bây giờ. Cái này nó hơi nước nước rồi hả? Điểm mà bốn vừa sầu riêng của Thanh đó cô chú. Rồi. 295 thôi. 295. Mọi người chia sẻ cho thầy Long mọi người ơi. Dạ cảm ơn anh Tó ạ. Đó canh đang không, có đủ cui sầu riêng như trên máy à? Cui sầu riêng là một cái là lần đầu tiên live stream về về nói sầu riêng cũng như là mấy năm trời rồi, mấy năm trời đó cái này biết để giao lưu với sầu riêng. 250. Kết thúc live stream nha quý cô chú. Thì mình sẽ đăng sầu riêng nè. 80 90.
xong 65 ngàn chị ơi. Trúng chỉ trúng là trúng mình của chị Mai á, có chị Mai một lần mà chị Mai một lần ông quá nguy hiểm á, tối còn bảo tình mấy anh hả, mấy anh hả, rất là rung mấy anh nhảy vô chứ không anh không nhảy vô không nổi đâu. Tôi thấy cái sầu riêng hình như to hơn ông luôn không tình. To anh. Cái sầu riêng thấy to hơn ông hả? Ông nói sao? Cái sầu riêng to hơn ông. To hơn em hả? Ừ. Phù. Thì theo yêu cầu luôn 305 nghìn. Quá đập chai. Trời xin nậu á. Sớm muối có vỏ nha. Chim dạ không mua lại.